Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên dạy tiếng Anh. Theo đó, yêu cầu về trình độ đào tạo đối với giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm tiểu học hoặc bằng cao đẳng đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy. Quy định này khiến việc tuyển dụng giáo viên tiếng Anh tiểu học bị hạn chế, khiến nhu cầu tuyển dụng gặp khó khăn do hiện nay có rất nhiều trường đào tạo chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy nhưng bằng cấp không phải của ngành sư phạm. Hơn nữa, các đơn vị cũng gặp khó khăn trong việc bố trí lại các trường hợp đã được tuyển dụng viên chức. Vì thế, Ủy ban Nhân dân kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn của giáo viên tiếng Anh tiểu học tương tự quy định áp dụng đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông, đồng thời không yêu cầu các trường hợp đã được tuyển dụng viên chức trước khi thông tư liên tịch số 21/2015/TT-LT-BGDDT-BNV có hiệu lực thi hành, nhưng không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư.